Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2020 với 3 trận đấu trên sân nhà. Đối thủ đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là U23 Brunei. Đây được coi là một trong những đội bóng yếu nhất giải đấu và đương nhiên cũng là tập thể bị đánh giá thấp nhất tại bảng đấu có sự góp mặt của U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Indonesia. Về lực lượng, cầu thủ đáng chú ý nhất bên phía U23 Brunei là đội trưởng Faik Bokia. Anh là cháu nội của quốc vương Brunei, Hassanan Bokia. Faik Bokia trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Chelsea và từng khoác áo Leicester City. Dù chưa ra sân ở một trận đấu chính thức nào tại xứ sương mù, nhưng có thể nói hồ sơ của Faik Bokia là rất ấn tượng. Tuy nhiên, đa phần các tuyển thủ còn lại của U23 Brunei đều không có bất cứ tiếng tăm gì dù chỉ trong khu vực Đông Nam Á. Một vấn đề quan trọng khác là Brunei có thể lực khá yếu. Đội bóng này chỉ chơi tốt trong khoảng 45 phút đầu tiên của trận đấu, càng về sau càng đuối và dễ vỡ trận. Ngoài ra, lối đá thiên về bóng dài của U23 Brunei không mang lại hiệu quả và dễ bị bắt bài. Kể từ tháng 12 năm 2013 tới nay, U23 Brunei đã tổng cộng 15 trận nhưng không kiếm nổi dù chỉ một trận hòa. Tất cả những gì họ làm được chỉ là 3 bàn thắng trong suốt gần 6 năm vào lưới U23 Lào, U23 Timor-Leste và U23 Singapore. Lần gần nhất U23 Việt Nam và U23 Brunei chạm trán nhau tại SEA Games 28, đoàn quân dưới thời huấn luyện viên Miura cũng dễ dàng hủy diệt đối thủ 6 bàn không gỡ. Tính rộng ra, ở cấp độ U23 sau 3 lần gặp gỡ Brunei gần nhất, U23 Việt Nam ghi tới 21 bàn vào lưới đối thủ, đồng thời không để lọt lưới bất cứ bàn thua nào. Đó thực sự là những con số thống kê khiến người hâm mộ Việt Nam cảm thấy yên tâm. Chắc chắn Quang Hải cùng các đồng đội sẽ tận dụng việc chạm trán U23 Brunei ngay trận mở màn để tạo tiền đề cho 2 trận sau gặp U23 Indonesia và U23 Thái Lan. Nếu chơi đúng thực lực, một thắng lợi với tỷ số đậm dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là điều đã được giới chuyên môn dự báo trước.